xin chào tất cả các bạn ở trên kênh của anh Củ Cải nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phục chế con Rubik chuối banana. Tại sao chúng ta lại phải phục chế Rubik thì mình sẽ giải thích cho các bạn luôn. Như các bạn cũng đã biết, khi mà các bạn vừa mới tập chơi Rubik, các bạn mua về nhưng mà các bạn không biết chơi, các bạn xáo nó lên mà các bạn không biết giải, thì phục chế sẽ giúp cho các bạn khôi phục lại nguyên trạng con Rubik của mình nha. Hoặc các bạn cũng có thể áp dụng phục chế cho những cái trường hợp giống như là con Rubik của các bạn bị pop này, các bạn làm rơi vỡ này. Đó, các bạn thấy nó hữu dụng chưa? Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu cái video của ngày hôm nay thôi. Đây là tất cả những cái chi tiết bên trong của con Rubik chuối này nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ phải giới thiệu sơ qua cho các bạn những cái chi tiết này, để cho các bạn có thể phân biệt được những cái chi tiết này, và nó sẽ giúp cho các bạn phục chế con Rubik này một cách dễ dàng hơn nha. Đầu tiên là cái lõi của con Rubik này, và đây là một viên tâm đã bị tháo ra này các bạn. Ở trên này còn có một con ốc và một cái lò xo. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào nha. Các bạn gắn hờ thôi nha, để tí nữa khi mà chúng ta nhét những cái chi tiết cuối cùng vào thì chúng ta có thể lắp vào dễ dàng hơn. Và các bạn chú ý cho mình này, ở trên này có một cái góc gọi là cái góc khóa. Nó dùng cái khóa cứng một cái bên góc bất kỳ lại nha, các bạn không thể khóa cái bên nào cũng được. Tiếp theo là những cái khóa của cái lõi này các bạn, cái này sẽ khóa những bên cạnh lại nha. Còn đây là những cái viên góc này các bạn, những cái viên này nó làm bằng nhựa nguyên khối luôn này. Ở đây nó gắn một cái con ốc vào luôn, nên là mình sẽ không mở ra nha. Trong này giống tông các bạn. Đây cũng là viên góc này, nó nhỏ hơn một tí này. Tiếp theo là những cái viên cạnh giữa này các bạn, cũng là nhựa nguyên khối luôn. Đó là tất cả những cái chi tiết bên trong của con Rubik chuối này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phục chế con Rubik chuối banana này nha. Đầu tiên các bạn cầm cái lõi lên cho mình này. Ở đây nó có một cái khóa góc sẵn đây này. Các bạn cho một cái viên góc vào, viên nào cũng được nha. Mình sẽ lấy cái viên ở phần đỉnh này. Tiếp theo ở bên này các bạn cho thêm một cái khóa lõi vào này, cái khóa này này, các bạn cho nó vào giữa này và các bạn xoay qua. Rồi sau đó các bạn cho nốt cái viên góc còn lại vào này. Đây các bạn nhìn này, như vậy là mình đã được hai cái viên góc này này. Ở cái hàm ở giữa này chúng ta sẽ không sử dụng cái khóa này, mà chúng ta sẽ sử dụng cạnh giữa này để chúng ta đưa nó vào nha. Những cái bên cạnh giữa này ở trên nó có sẵn khóa này nha. Các bạn nhớ ấn thử để xem là nó đã đúng như này. Có thể là bên này mà nó cũng có thể là ở bên này. Mình sẽ thử đại đi, nếu mà sai tí mình sẽ đổi sau. Mình được một viên rồi này. Mình sẽ cho nốt viên còn lại. Các bạn dùng cả bàn tay và các bạn nắm luôn cả cái cục này lại cho mình này. Đó, cho mình chắc. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nha, xem nó đã khớp chưa. Có vẻ như là nó khớp rồi này các bạn. Khi mà nó đã đúng rồi thì chúng ta sẽ lắp thêm một cái khóa ở bên trong này nha. Đây các bạn đưa cái viên này ra giữa này. Rồi các bạn xoay nó vào. Như vậy là mình đã đưa được cái khóa vào bên trong rồi. Tiếp theo thì các bạn lấy những cái viên góc này các bạn đưa vào cho mình lắp vào luôn. Bây giờ các bạn sử dụng cái khóa lõi này các bạn khóa vào cho mình.
chuối banana này rồi và mình thấy nó khá là ok. Mình cũng sẽ khép lại cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye. Và đừng quên like cho cái video này nha.